Cái khổ đau ở cõi này quý vị nhớ, nó có khổ đau gì, ung thư hay bệnh đau gì, hay bị chồng bỏ, vợ bỏ, thất tình, hay bị mắc của gì đi chăng nữa, khổ đau nó chỉ giống như một phần tỷ. Khổ đau nó chỉ có một phần. Còn khổ đau trong tam đồ ác đạo tỷ 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 lần. Nên mỗi một con người chúng ta, mà nếu mà đi đến cái cõi này mà mình không gặp Phật Pháp, quý vị thấy mình vô nghĩa không? Cả đời con người mình lao theo cái cuộc sống, mình không bao giờ có cái chuyện mà biết đủ. Mà mình sống mình hưởng thụ được bao nhiêu thời gian, từ khi còn nhỏ cho đến hai mươi hai mấy tuổi, lập một gia đình rồi lo cho một gia đình, đến khi có sự nghiệp thì mình đã lo cho con cái, cứ vợ gả chồng, rồi tiếp tục lo cho cháu, các nhà cửa cho con ra riêng, chia của cải cho con. Quý vị coi kiểm lại cái cuộc đời mình hưởng thụ được bao nhiêu thời gian. Nếu như bản thân mình mà mỗi ngày không nghe Pháp, không có phương hướng giải thoát, thì những đức xin thưa quý vị, chúng ta đến với cuộc đời này có nghĩa là khổ không thể nào nói hết. Chắc chắn luôn. Khổ không thể nào nói hết mà. Quý vị biết rằng là lễ gì, bao nhiêu người người ta chạy xe đến đây, người ta gặp những đức, người ta nói rằng là thường ngày không có thời gian nghỉ, làm suốt luôn thầy ơi, nghe thầy giảng mà làm suốt luôn, không có đến chùa được. Chuyến này nghỉ lễ 5 ngày mà sao chiều gặp một cái cô, mà cả chồng mà đứng ngay cái đó nghe, mà bắt gặp mình bắt chạy lỡ chàng lắm. Giống như mình giảng người ta vui, người ta cởi mở tâm tư thì sao, người ta cảm ơn mình quý vị. Chồng bà đứng sờ sờ đó đó, mà bà chạy đến bà mừng, bà gặp mình bà làm thế ghê. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mà người ta cảm ơn mình quá. Cảm ơn là cởi mở tâm tư quý vị. Có nhiều chú mà những đức thấy trí thức ghê, mà mấy chú nói rằng nghe mình giảng mà mỗi ngày nghe mà vui. Nó có nghĩa là trong dịp lễ mình gặp rất nhiều người lạ lạ không à. Mà rồi nói từ đó giờ chưa đến chùa lần nào, giờ nghỉ lễ 5 ngày nên đi đến đây, nó đi đến chùa mình cho biết. Mà có khi đi qua bên đây rồi đi qua bên kia, đi tới đi lui, bởi vì họ gặp mình họ mừng dữ lắm quý vị. Cho nên những đức nói rằng mình gặp được Phật Pháp mà mình đem Phật Pháp mình giới thiệu cho người ta, mà lại đem ngay cái Pháp mà Đức Phật chỉ điểm cho mình, đây là cái ý nghĩa trong cuộc đời dữ lắm. Đây là cái Pháp tu mà có thể cứu cuộc đời chúng ta quý vị. Nhớ nghe đó. Nên nhiều cô mà đi đến chùa tu tập á, quý vị thấy rằng là mình, nếu như mà mình ở ngoài đời thì mình cũng ra vô trong cái nhà, nhưng mà đi đến đây có chị em được nhau, mà cũng là nhân viên đặc biệt lắm á, mới chịu đi đến chùa đó. Có những người mà cả gia đình, vợ chồng đều đi đến đây luôn, quý vị nó công nhận hay ghê. Gặp mà ngoài đời mà chồng mình mà nó không tu rồi, trong dịp lễ này nó nhậu nó cũng xài số tiền quý vị. Mà khi nhậu xỉn vô đi chơi, thì con người thường khi nhậu vô nó ưa đi chơi quý vị. Nên mình mà nói mà vợ chồng mà biết Phật Pháp hay, giống như biết đủ thường vui, sống đơn giản bình dị. Đi vô chùa mỗi ngày lên cái điện tu, xong tu xong rồi bắt đầu xuống nhà ăn thì có người chuẩn bị cơm nước sẵn hết. Rồi ăn cơm xong rồi đi tắm, đi tắm xong rồi nghỉ ngơi chút đi tu. Đi tu xong rồi đi ngủ. Bởi vì về chùa thấy ngủ ngon quý vị. Ngày mai bắt đầu bên đây 30 tháng 4 tổ chức bên đây nữa nè. Lúc trước 8 giờ rưỡi thì những đức cho niệm Phật một chút, 8 giờ rưỡi những đức qua nói chuyện một chút. Ngày mai thì nói chuyện xong có 6 ca sĩ hát ít thôi. Mọi người hát một bài, thấy không? Rồi bữa sau 1 tháng 5 ở bên đó thì tới 12 ca sĩ. Mình thấy bây giờ có nhiều người mà người ta ở xa, người ta đến mà khi người ta nghe mình giảng Pháp xong mà có ca sĩ hát đồ, nó cũng kết hợp lắm quý vị ơi. Nó kết hợp lắm, mất giảng đâu. Mà họ toàn là hát những bài hát mà truyền tải về nhân quả trong nhà Phật, mà nhiệt tình đến hát. Mà có cô kia cũng nói một câu nè, nhiều chùa mà mời ca sĩ cũng khó lắm đó thầy, nhưng mà chùa mình ngộ là ca sĩ người ta thích đến chùa mình. Chắc fan hâm dọ này nè quý vị. Làm ta háo hức quý vị ơi.
Bây giờ thí dụ như bây giờ mình hát cái gì mà người ta với người ta háo hức, ta vỗ tay, mình cũng thích hát. Còn cái gặp mà mình hát ở trên đây mà ở dưới ngồi nhìn mình, sao hát nổi? Thật sự hát không nổi luôn, thấy không? Mà mình hát mà ở dưới mà quơ tay đồ, mê lắm vậy ơi. Ừ, mà có khi đến chùa mình hát xong về nổi tiếng luôn, về nổi tiếng luôn, ngộ ghê đó. Có anh ca sĩ đó, anh gặp những đứa, anh nói chuyện riêng, anh nói một câu gì nè: thầy biết rằng mà từ khi con đến chùa hát, tự nhiên bây giờ nhiều người biết con lắm. À, nhiều người biết con lắm. Hồi đó giờ con trong nghề ca hát 3 năm chờ con đi hát đó, nhưng mà ít ai biết con lắm thầy. Mà cả những buổi hát của con mà có hát được mà đưa lên mạng cũng mấy người coi. Vì mà từ khi đi đến chùa nữa, bây giờ tự nhiên hát, cái lượt người mà ta coi đông. Rõ ràng quý vị đem lời ca tiếng hát mà hát cho cái người tu nghe, phước nó cũng lớn. À, phước lớn. Nên nó có một đoạn á, kinh mà Phật dạy, bây giờ quý vị có giúp 100 người mà sát sanh hại vật không biết tu, quý vị nhớ, đối với cái người niệm Phật, ăn chay, phóng sanh, quý vị giúp một mình họ thôi còn hơn 100 người đó. Không đơn giản. Tại vì sao? Vì con người này có thể một đời này làm Phật. Còn con người mà họ đang sát sanh hại vật này nè, mình giúp cho họ nhưng mà kết duyên, họ trôi một dòng trong lục đạo luân hồi không biết chừng nào, họ trở lại thân người. Còn cái người mà giữ năm giới rồi ăn chay niệm Phật phóng sanh, cái người này là quý vị biết rằng là họ chỉ có tăng lên, họ không có đi xuống lại. Mà mình giúp cho một người này còn hơn 100 người mà sát sanh hại vật không biết tu, thì quý vị biết rằng là cái mà giúp cho người biết tu, cái mà hội tụ người tu, người niệm Phật, cái mà giúp đỡ cho những con người có thiện căn niệm Phật để một đời này họ được giảng sanh, cái nhân duyên này không đơn giản chút nào. Tại vì người này một đời này có cơ hội giảng sanh, dù cỡ nào họ cũng niệm Phật, ăn chay, phóng sanh. Giờ vì coi bao nhiêu con người ngồi đây, nếu như cái buổi này mà giảng cho cái người ăn thịt, mà nếu như mà nguyên một cái vàng này mà mua bò, mua heo, mua gà, mua vịt, mua dế nhủi đồ giết để mần thịt cho họ ăn, quý vị biết họ ăn biết bao nhiêu con gà, con vịt mà nói, biết bao nhiêu con trâu, con bò, tí cái miệng nó tí tí vậy đó. Vậy đó mà xương gà, xương vịt nhai nhừ, thịt rồi miếng miếng lụm 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 lụm. Còn nguyên một con bò mấy bà lợi bà cắt một chút còn xương không. Vì coi cái quán bê đuôi thui, vì thấy chưa, mỗi người người ta lợi người ta mua cắt miếng miếng miếng, một ngày bao nhiêu người cắt, vậy mà tới chiều lại là nó còn xương không quý vị. Quý vị coi cái miệng mình có chút xíu xíu vậy mà bao nhiêu con gà, con vịt, con heo, rồi trong cái dịp lễ này bao nhiêu con cua, con gà ngoài biển, con tôm chết, tôm luộc luộc nước dừa, nó luộc biết bao nhiêu mà nó chấm với muối tiêu. Quý vị coi cua nướng, bắt nguyên con cua gì để xóc nướng, chảy nước ra chèn ô nó húp chục 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 chục. Cua hồi xưa bị ăn vì thấy bị nút chục 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 mà bẻ cái mài ra một cái là bị húp ngay cái bụng, chục 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 bị bẻ ngang, bị lột cái mui dưới trên ra, bị hút cái hút mới hút 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 mấy cái gì trắng 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 ở trong đó, nó mấy cái ghẹ nó bổ, quý vị, nó nói bổ hút chục 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 mà cắn con cua xương đồ nó cắn chèn ô chèn. Đó. Rồi quý vị biết rằng là bao nhiêu con người đi ra biển, bây giờ đang nghỉ ngơi ngoài biển, mà bây giờ mà ăn nhậu mà chạy xe sợ bị đó độ cồn, nên họ ra ngoài kiếm cái phòng rồi nhậu nhẹt đồ chơi, thấy không? Rồi chơi xong đâu phải bình thường, tiếp tục đi kiếm các nàng. Nên cái dịp này mà các nàng mà không đi tu, nói chứ cũng bận bịu lắm đó quý vị. Quý vị ngày xưa mà bị chưa tu á, thời còn con gái mà chưa tu mà dịp nghỉ lễ quý vị phải công nhận là trước mấy ngày lễ không,
nào là tém chân mài, nào là cạo lông măng, lông mặt chứ quên nó lộn, rồi tém gọn nhiều thứ. Trong cái trước lễ là làm nhiều thứ để trang điểm bản thân mình. Rồi có những bà thì tẩy ra mà da mặt, có nhiều bà làm cách này cách kia, có nhiều bà mua một trái sầu thơm cầm theo, có nhiều bà phải mua cái nước hoa gì cho nó khiêu gợi, cho thằng bồ đi theo nó mê. Làm đủ cách như vậy không? Nhưng mà cái chiến này biết tu rồi, đi vô chùa đâu có cần cái này đâu. Nên á, bản thân mình thấy đây là hạnh phúc nè. Rồi á, mình á, được nghe Phật Pháp. Đời người chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi, nhưng mình lại có con đường giải thoát. Các vị thấy những đức bệnh đau mà những đức lên nói chuyện, vị cũng rầm rầm. Những đức nói là những đức chưa vẹp là những đức không nằm. Khi những đức nằm là cái như là sải tay, không còn nhúc nhích gì nổi. Nằm đó thở lên. Nằm đó thở lên thôi thì mới bỏ cuộc. Chứ còn nói được là còn giảng pháp. Quý vị biết rằng là hồi nãy bên kia là chuẩn bị giảng cho thêm mấy ngày luôn. Đến chi phải không? Mình sợ mấy ngày sau mình đuối nữa. Từ nơi đó không biết có giảng được không? Nên giảng trước luôn. Dùng hết tâm lực, 100% công lực. Từ nơi đó mà 2-3 ngày sau thì mình đỡ rồi. Chứ bây giờ như bữa nay giảng ở đây, ngày mai thì trưa, buổi trưa ở đây, rồi buổi chiều bên hộ pháp, bữa sau là buổi sáng hộ pháp, liên tục mà cũng đâu có nghỉ đâu quý vị. Chiều lại thì họp mấy anh em thì mua cà lem rồi cho mấy ông ăn nó thì coi, thấy không, nhiệt tình. Rồi ngày mai sáng mai phải chuẩn bị nấu mấy cái món gì cho mấy bà ăn. Hồi sáng, hồi chiều này mà ngồi trên cái ghế kêu mấy cô là chỉ mấy cổ. Ngày mai mua một số món đồ ăn buổi sáng, rồi pha thêm trà đường cho mấy bà uống chứ, thời tiết nóng nực. Rồi buổi trưa là cái gì, buổi chiều rồi thôi ăn nhẹ nhẹ đậu hũ luộc chấm hủ tiêu. Thấy không? Nó bữa sau là 1 tháng 5 thì có nấu cái gì cho mấy bà ăn, rồi uống cà phê cà pháp nãy nọ được. Nên những đức nói với vị nghe, con người mà bệnh đau mà quý vị mà bị tiêu cực là quý vị lâu hết bệnh. Còn vì bệnh đau mà quý vị vẫn mang tâm tích cực là quý vị dù bệnh vì làm việc làm. Tại vì quý vị vẫn làm việc bình thường mà có gì đâu. Bệnh thì bệnh. Hồi nãy bên phòng bên kia nó nhức đầu mà lỗ mũi nó nóng đi ghê. Mà cái đầu nó nhức quay đi xuống cầu thang xem chút nhủi xuống. Nhủi xuống một cái là những đức nghĩ rằng hô luôn. Mà sợ đỡ hô, tại vì sao? Vì nhủi xuống nó gãy 2 cái răng cửa thì đỡ hô. Không mà quý vị bây giờ mà thấy những đức mà đã hô gì mà còn cười ngon ngon mà gặp nó gãy 2 cái răng cửa. Mà cười lên mà nó nhìn mà chống lỏng chống liễu. Chắc là mấy bà fan hâm dọ này mấy bà cũng giảm hâm dọ lại quý vị. Từ nó đi mà nó muốn nhủi đầu phải không? Vì mà qua đây giảng nó sức mồ hôi nè, thấy chưa? Hôi đổ nè. Mà mồ hôi này là mồ hôi nước nha. Mồ hôi nước. Đó. Tại vì sao? Tại vì mình qua đây quý vị nó được xông hơi. Chứ những đức nói với vị nghe chứ lâu rồi không được đi xông hơi quý vị. Hồi đó ngoài đời thành phố lâu lâu đi xông hơi á. Nghèo nghèo chứ lâu lâu cũng kiếm tiền. Đi lỡ chỗ xông hơi rồi ngồi đó có cái khăn tròn ngang cổ. Ngồi vô chỗ xông hơi rồi em biết sao bóp dây rồi chút đỉnh. Biết là cũng hưởng thụ chút, hiểu không? Rồi khi đưa tay lên đồ cho em đồ ha, so tay đồ. Em lấy dầu bóng đồ tha mình mày. Cũng dữ lắm quý vị. Mà lâu rồi, từ khi đi tu tới giờ không có cơ hội đi xông hơi. Bữa đó có cái cô, cổ nghe những đức giảng mà cổ là bà chủ tiệm xông hơi ở gần đây nè. Bà nói là bữa nào thầy đến đi.
Rồi thầy đi xe rồi thầy đội nón đồ lên, đừng cho để ý thấy. Rồi thầy vô đi con, để cho thầy cái phòng VIP. Rồi lựa cho ba em mà nó sẽ lúc đó nó đấm bóp đặc biệt nhất để mà lo cho thầy. Nhưng đức nó là để bữa nào sắp xếp. Bữa nào sắp xếp thì mình cứ nói vậy đi, mình đi chuyện của mình. Chứ người ta có lòng vậy mà mình đi từ chối thì nó kỳ quá. Thôi kệ, bữa nào mình nói để sắp xếp. Nhưng mà sắp xếp tới chết cũng chưa có thời gian. Quý vị coi, ai mà giờ đi đến chỗ đó quý vị. Mà cái người nghe những đức giảng pháp, nhiều người nghe, nào là sông hơ nè, nào là cà phê mà có em út đồ có chứ. Lỡ gặp những đức là nói thầy muốn cà phê thì lỡ chỗ đó. Lúc nào cũng được, con để cho thầy cái phòng đặc biệt. Như đức nói tờ ở trong chùa uống cà phê nó thoải mái, không uống đi lỡ nó uống chi mà cái phòng đặc biệt. Thấy không? Phòng đặc biệt là đồng phòng gì quý vị? Thấy không? Bây giờ mình mà uống cà phê mình uống với cà phê chùa còn ngon hơn. Đúng quý vị? Phê chùa là cà phê tình cảm đó quý vị ơi. Cà phê tình thương mến thương đó. Cà phê này là không có cái phê nào bằng cái phê này. Hiểu không? Bây giờ những đứa hỏi quý vị, bây giờ bao nhiêu con người nghỉ lễ mà người ta vô chùa mình là do gì? Vô chùa mình nó có cảm giác bình yên. Hiểu không? Mà nó không có cái hạnh phúc nào bằng cái bình yên trong cuộc đời đâu quý vị à. Không mà có cái vị này cũng tu, gặp những đức nói từ đó tới bây giờ tôi gặp nhiều người giảng pháp mà sao tôi không thấy ai dị hợp như ông. Sao cái pháp hội của ông giảng pháp gì đâu mà nhiều người nữ nghe mà họ động viên quá trời. Chứ nhiều cái pháp hội người ta cũng giảng mà nó đâu có động viên dữ gì. Những đức nói gì, những đức đến với người ta nó quá hết lòng. Đúng quý vị à, mình đến với người ta hết lòng cái người ta cũng đến với mình hết lòng quý vị ơi à, chứ mình mà không đến với người ta hết lòng đi người ta không có reo hò được đâu quý vị. Với thêm một cái nữa là trong cái lúc này thời tiết nó nóng, nếu mà ngồi đó mà lau mồ hôi thì không có cảm giác nghe pháp. Nhờ vui rồi vỗ tay rồi mỗi người sôi động một chút làm cho mình không có để ý tới mồ hôi, mình không có để ý tới nóc nực, nó giảm tối đa. Nên quý vị coi, quý vị cũng thông cảm giùm. Tại vì sao? Vì người ta cười là mình thấy mừng rồi, chứ không lẽ muốn người ta khóc hả quý vị, đúng không? Bây giờ như Đức hỏi quý vị, mà mỗi lần mà như Đức lên đây giảng pháp mà ngồi dưới mà khóc hít chắc người ta nghe vài lần chứ không ai dám nghe đâu quý vị ơi. Giống như kể lên mà kể những câu chuyện mà cha mắc mẹ mắc đồ. Lên mà nỉ non mà mẹ bà nào bà nấy ở dưới ngồi khóc. Thì nghe pháp vậy là có thành nó buồn quý vị ơi. Nên pháp môn tịnh độ này là cái pháp sống động. Những cái gì mà nó đã qua thì cho nó qua đi. Chuyện buồn nào qua thì cho qua đi. Chuyện thất tình nào qua thì cho qua đi. Hiểu không? Ai mà gạt gẫm mình cho qua được thì qua đi. Chứ đừng có để trong tâm làm chí. Để nó nặng nề làm chí quý vị. Đâu có được gì đâu. Nên những đức nói với quý vị nghe nè, bao nhiêu chuyện buồn mà để trong tâm, nó làm cho quý vị thúi ruột đó. Buồn để trong tâm là thúi ruột, thúi gan đó quý vị ô. Giỡn đâu. Mình mà để cái chuyện buồn trong tâm là ngày mai mình không có tương lai. Mà đêm cũng khó ngủ nghe nè. Ngồi giàu giàu. Có nhiều người người ta buồn mà đêm hôm người ta ngồi mà giống như ma. Ngồi buồn sầu não. Mà người ta buồn mà người ta tắt đèn người ta ngồi vậy mình hết sầu. Sợ dữ lắm. Sợ dữ lắm. Đó. Nên mình là người nghe đạo rồi, cái việc gì buồn càng buông sớm chừng nào tốt chừng nấy. Nhớ kỹ, càng buông sớm chừng nào tốt chừng nấy. Sống làm sao mà nhìn được cái hiện tại mình sống. Được gì là thấy mừng rồi. 3-4 ngày, 4-5 ngày nghỉ lễ ở đây, cái công đức quý vị tu không tưởng tượng được.
Nên á, mấy cô mà lại chùa mình tu giết, mà tại sao mà mấy bà trẻ càng tu càng trẻ, mà càng trẻ càng khỏe, mà tu giết mà chồng nó cho đi, là vì mấy bà trẻ mấy bà đẹp, chứ mấy bà tu giết mà nhìn như kỹ khô, ai mà cho đi tu. À, thấy chưa? Bởi vì nhiều người ta nói làm cái gì mà la tối ngày. Không mà quý vị ơi, la gì cũng khó lắm nghe quý vị. Không phải mà tự nhiên mà hô hà được gì đâu quý vị. Buồn là không hô hà được đâu. Ừ, vui mới làm gì được đó. Coi cô này cô nói, cô đi lợ cái chỗ ở đây cô nghe giảng, mà nhất là những cái ngày mà thầy giảng cho chúng trong chùa, thì có khi ngồi kế bà cụ, mấy cụ cầm cái bảng cổ đưa gì, cổ đưa lên cái bà già ngồi kế bên làm gì nè. Mà cái cô đó cô nói là tràn ô bà hầm. Mà cô nói kệ bà hầm kệ, con đưa lên bình thường. Bà hầm, bà làm nè. Mà bà nhe ra không có cái găng nào. Tại vì ta không quen quý vị. Ta không quen là quý vị làm gì. Không có trách người ta được. Là do gì người ta không có quen gì. Có nhiều người ta có quan niệm gì nè, thôi để nghe thầy giảng, mấy bà la hoài, mấy bà đưa lên cao quơ quơ tới quơ lui, và thầy giảng tôi không có nghe. Nhưng mà những đức nói với vị nghe, nếu mà ngồi im gu chân thì nó ngủ. Cái này nó còn ác hơn nữa. Ngủ vị ơi. Ừ. Bây giờ thử đi vị, mà lên với vị giảng pháp, vị giảng tịnh độ, vị nói gì cái chuyện giảng sanh được. Vị nói gì giới luật rồi, vị nói gì cái chuyện mà nghiêm trì giới luật rồi, vị nói gì cái chuyện quay nghi rồi đi. Vị đem cái vị giảng đi. Giảng chút bà nào bà nấy dưới gì nè. Ôi vị ơi, con người mình bây giờ mà giảng giới luật quay nghi thì giống như mắng người ta. Mà tôi không thì nói vậy đó. Giảng ra thì giống như mắng họ vậy đó. Nhưng mà trước nhất phải giảng gần gần cho họ dễ nghe, họ vui trước đi. Rồi lâu lâu mình đưa vô một câu hai câu thôi thì được, thì họ tiếp nhận. Và làm sao mà lọc lại cho họ làm được á. Chứ bây giờ mình lấy cái bậc thượng mà đưa vô họ cũng không được, lấy bậc trung đưa vô họ cũng không được. Nên mình phải đem cái bậc hạ nhất để cho họ nghe, là hạ xuống nhất luôn để cho họ làm được. Này quan trọng lắm á. Nên quý vị coi bây giờ cái ngôi chùa mình đông như vậy mà ai cũng ngồi nghe pháp được. Trong đây có nhiều căn tính mà ngồi nghe chung nghe được hết trơn mà. Có khi những đức ngồi, những đức đây giảng pháp, những đức thấy đâu có mấy người mà đứng lên đi ra ngoài đâu. Mà khi gần 2 tiếng đồng hồ những đức giảng những cái ngày gì, mà thí dụ như mà thứ bảy rồi đó, chủ nhật là gần 2 tiếng đó. Mà thấy bạn ngồi nghe phải say lắm. Vì biết rằng á, có cái cô này cô ngồi cô nghe những đức giảng, cô nói chàng ơi thầy ơi, cái chân của con thường mà ngồi chút là nó đau lắm thầy. Vậy mà con nghe thầy giảng con cười, mà con nhìn lại gần 2 tiếng đồng hồ mà con quên mất tiêu cái chân đau. Kinh khủng không? Quên á. Là họ vui quá họ quên quý vị. Chứ nếu không mà ngồi gì chút nó đau chân, nó chở mình hoài luôn đó. Nên cái người nghe mà không vô là chở tới chở lui, chở xuôi chở ngược. Nó chở một chút cũng biết chở gì đâu. Nó hồi lúc trước có cái bà này, bà ngồi bà nghe những thuyết giảng mà bà đau chân bà nghe không có vô. Bà nói rằng bà chở một chút mà cuối cùng bà quay mặt ra phía trước. Bà đưa cái lưng về phía của những đức. Đến mức gì luôn đó quý vị. Thì quý vị biết rằng là bây giờ ai cũng ngồi mà nghe được gì. Là nó phải nói là cái duyên với công chúng nó phải nó dày vậy quý vị. Nghe không? Vì ông chúng vậy ta tiếp nhận á. Chứ mà cái thời tiết này nó nóng nực gì, nó không đơn giản đó quý vị ơi. Quý vị coi bây giờ những đức bây giờ bệnh đau gì mà những đức dẫn lên nói chuyện với quý vị. Chứ những đức đâu có mà gọi là bỏ cuộc đâu. Nên rõ ràng cái tâm mình chân thành bao nhiêu thì nó cảm ứng bao nhiêu. Rõ ràng đó. Chân thành cảm thông quý vị à.
Nên mấy anh em trong chùa, mấy cô trong chùa cứ nhiệt tình phục vụ người ta đi, hết lòng hết dạ đi. Có cái gì đồ ăn ngon ngon đem ra cho người ta ăn hết đi. Ừ, cứ đem ra cho người ta ăn ngon ngon, mình lo cho người ta, lo hết lòng hết dạ đi. Thật sự mà nói, mình đến với người ta bao nhiêu phần trăm là nó cảm ứng bao nhiêu quý vị ơi. Đây là Như Đức nói 100% luôn á. Bữa nay nè, Nhật Đức á, tính ra khăn á, tưởng đâu á là Nhật Đức à, chuẩn bị là Phật đản tặng các cụ luôn. Mà Nhật Đức thấy á, nhiều Phật tử bên kia Nhật Đức đã tặng, bữa Chủ Nhật tặng mấy ngàn cái. Vì đó mà mấy cụ mình bên đây chưa có, thấy cũng tội nghiệp các cụ. Nên bữa nay Nhật Đức đem khăn qua một chút, nói chuyện xong mấy thầy mấy chú đi phát khăn các cụ hết luôn. Nghĩa là ai ngồi trong đây nhận thì cứ nhận. Và khăn chuyến này là cơ hội. Đặt khăn lần này nữa chắc mai mốt có đặt nữa đâu. Tại vì nó đã tặng nhiều quá quý vị. Đặt gì nữa giờ. Nó nên nó từ nơi đó. Ai nhận thì có cơ hội thì nhận đi. Xài cái nào thì ra cái nấy. Mai mốt cái này cũ còn cái kia. Hiểu không? Nhưng mà chỉ là cá nhân mình thôi, chứ không có được mà lấy để đem về nhà nghe. Chỉ là mình ngồi ở đây thôi. Thấy không? Đó, mình ngồi ở đây thì mình nhận. Nè, còn mấy chú thì cũng đeo cái khăn này cũng được, không sao đâu. Thì bây giờ mình nam mình đeo cái khăn này mình hơi lai nữ một chút thôi có sao đâu. Khăn này cũng đặc biệt lắm, đẹp quý vị. Nó mấy cô đeo đó đẹp đó. Đeo cái khăn này vô quý vị ơi, đi đám tiệc ngoài đường, rồi quý vị chạy xe, đi đến siêu thị, đi chùa, đi đám cưới, đi đâu cũng được. Ờ, đi đâu cũng được nghe. Nhưng mà nhớ nè, mỗi lần mà tròn khăn cái niệm Phật 10 câu là cái khăn này nó trở thành cái khăn bình an. Niệm Phật á, tâm niệm Phật nó mới bình an. Nhớ đó. Giống như mấy cái tấm hình này nè, là cô nào đó cổ làm á, cổ làm nhìn cũng mắc cười chứ. Chứ Nhật Đức thì làm sao Nhật Đức mà thiết kế cái vụ này. Không rõ ràng quý vị ơi, người ta đã thích mình nghe, là người ta nghĩ mọi cách là quý vị. Ừ, rõ ràng luôn. Người ta đã thích mình rồi là người ta nghĩ mọi cách gì cho mình. Rồi người ta muốn cái gì đẹp là người ta cho mình. Muốn cái gì ngon là cho mình. Muốn có thấy dầu thơm đâu thơm thơm là mua cho mình. Kèn không? Bây giờ nhiều cô cũng mua dầu thơm nhà Đức xài nghe. Lúc này cũng điệu, xịt luôn. Chứ sao? Bây giờ người ta mua người ta đưa xài luôn quý vị. Mà thật sự quý vị là ngày xưa nhà Đức ngoài đời thích xài dầu thơm lắm. Rất thích xài dầu thơm. Với đồ mà lăn nách đồ này kia phái lắm. Ừ. Nên quý vị biết rằng là Nhật Đức lúc này á, là cũng được cái tiếng là ông thầy chỉ bệnh hỏi nách. Tuần thứ bảy nào cũng vậy chứ. Mới đây nè là 100 gói, ý 1000 gói. Lúc trước là 300, 400, 500, 600, 700. Thứ bảy mới đây là 1000 gói. Là chỉ bệnh hỏi nách. Nhưng Đức nói rằng là chúng ta đa phần quý vị không hôi nhiều thì hôi ít thôi. Tại vì mồ hôi nó đóng ngay cái nách mà sao không hôi. Nhưng mà quý vị ăn chay niệm Phật là nó đỡ hôi nghe quý vị. Nó nên á, chồng mình á, mà ông nào mà bị hôi nách á, mình giúp cho ổng. Thấy không? Mình trị bệnh hôi nách giùm cho ổng đi. Một là bản thân mình cũng dễ chịu. Thấy không? Quý vị biết rằng á, con người mà khi bị hôi nách mình cũng mắc là giống như mắc cái gì? Mắc là mắc cái câu gì lại quên mất tiêu ta. Mình mắc sự tự tin, đúng rồi. Mắc sự tự tin quý vị ơi. Đúng không? Nên tại sao mà mình ngoài đời mình mua nước hoa rồi mình mua dầu thơm đồ này kia mình sức là vì mình tự tin. Chứ mình đi đến gần người ta mà nó hơi gình, nó nói chứ cũng khó chịu lắm quý vị. Thật sự mà nói, nên những đức thường nói mấy cô trong chùa khi mà làm mà chạy vòng vòng mà bữa nào mà có cho quà gì ai đó, là phải lên thay cái áo rồi lấy khăn lau đồ cho nó sạch. Chứ đừng có chàng chàng ngang người ta. Có khi mà chàng ngang cái nó té nó xịu vậy bạn.
Mà nói cho vị nghe nghe, nhất là ăn mặn, ăn thịt nghe, nó hôi dữ lắm quý vị. Nên con người mình cỡ nào cỡ cũng tắm rửa đàng hoàng, chứ đừng có ở dơ quá mà không tắm. Mà nhất là lễ Vía Quan Âm á, cái kiểu nhà vệ sinh nó hạn chế quý vị. Nên những đức chỉ quý vị, mỗi lần đến dự lễ Vía Quan Âm là quý vị phải cầm theo nhiều khăn. Cái khăn nào mà mình không tắm được thì mình lấy khăn đó mình nhúng nước mình lau mình, xong mình bỏ vô cái bọc mình buộc lại. Tại vì bây giờ mình không có phơi được, mà nếu để tùm lum thì nó hôi luôn đồ của mình. Thì mình để cái bọc riêng, để cái khăn nào mà dơ, đồ nào dơ mình bỏ vô mình buộc chắc lại, mình bỏ vô cái giỏ của mình. Tại vì sao? Cái kiểu như mà không có chỗ tắm đó, mà cái kiểu mồ hôi mồ kê nó ướt mình đó, mà không lau mình được đó, ngồi gần người ta thơm dữ lắm. Chỉ biết rằng là kiểu mà 2-3 ngày mà nó không tắm gì được gọn ghẻ đấy vì là có chi khi nó hôi quá nó khét. Chứ bây giờ đâu nó nên á, có khi mình lại gần đó quý vị. Nên mỗi một con người mà đến lại Quan Âm Bồ Tát, tại sao mà công đức lớn dữ vậy? Tại vừa lại vừa tu được mà vừa chịu đựng được nhiều thứ loại, hiểu không? Nên cái công đức mà chịu khó đó nó thù thắng. Nhất là bây giờ mình ngồi đông gì nè, ngồi đông gì mà gặp hồi chiều mà cô dâu mà cô kho cái nồi mắm ruốc vô leo chấm mắm ruốc quý vị, mà kiểu ăn xong mà lên đây mà kiểu mà cái bụng nó lừng bình nó kêu ọt ọt đó quý vị, mà ngồi im gu vậy mà nó chơi chảy miền cái mấy cái bà ngồi gần cũng nhìn tới nhìn lui đó quý vị. Cái gì đâu mà cái mùi gì mà nó bay thon thon đâu đây hoài. Nên quý vị biết rằng đó, thì thôi mình cũng thông cảm quý vị. Tại vì sao? Vì cái đó mình khó kìm lắm. Ừ, có khi ngồi mà nó nhích qua nhích lại quý vị. Nó nhích qua nhích lại nó tuột. Không đơn giản đâu quý vị ơi. Nên từ nơi đó mà ngồi cái chỗ đông người là thông cảm hết. Nghe cái mùi gì mà thấy không phù hợp là hết liền. Hết thiệt là sâu. Tại vì mình hít sâu á, là mình mong cho nhiều người đừng có hít. Cái tâm mình vậy đó, mình nghe cái mùi này khó chịu, mình không có muốn cái mùi này nó bay cho ai hít. Nên bản thân của mình vừa tới mình cái mình làm nè, hít cho sâu vô, để cho cái mùi này nó hết đi, để cho những cái người khác khỏi hít. Cái tâm mình vậy đó là cái công đức đó quý vị ơi. Không có giỡn đâu nghe. Đó, đó. Nên á, có khi mà nhà cầu mà đi đông gì vô đó, nó có mùi, mình vô mình hít. Mình vậy đó. Như vậy biết rằng là những đức đi lợ cái chỗ mua giường, đi lợ đó cái hỏi anh có nhà vệ sinh cho đi vệ sinh cái. Đi vô cái nhà vệ sinh, quý vị biết rằng vừa bước vô nguyên cái nhà cầu nó đi hồi đời năm thành bảo lục nằm tới bây giờ. Nó không dội quý vị ơi. Không biết sao kỳ cục nó dơ thế ghê. Mà thà nó đi ra thì không sao, mà nó đi mà nó để ngày hai ngày quý vị, thì quý vị biết là nó tan ra nó tùm lum. Nhìn một cái rồi quý vị biết rằng đúng là cái cảm giác đặc biệt ghê. Thì quý vị biết những đức hứng nước hay những đức đứng đó, những đức niệm Phật mà nó đóng cửa nó hôi thối lắm chứ giỡn đâu. Mình đã hứng nước rồi xong những đức dội đàng hoàng hết, sạch sẽ hết, những đức đi xong những đức dội một cái nữa, giống như đi lợ mua đồ mà còn rửa nhà vệ sinh cho họ. Đó. Còn có khi mà những đức thấy mà có nhiều người nam á, mà người ta đứng ra đi tiểu quý vị, mà đứng đi tiểu kiểu đàn ông mà đứng mà đi tiểu nó văng lên cái dành của cái labo mình ngồi quý vị, tùm lum vàng vàng. Những đức bước vô một cái là những đức đi tiểu xong một cái là những đức lấy tay, những đức xối nước, những lấy tay, những đức rửa rửa nè. Tại mình dội thì nó cũng không sạch, nên mình lấy tay mình chà vậy là xong rồi. Mình ngửi thử coi sao. Ừ, người mình nó ngộ lắm quý vị. Cái lỗ mũi mình á, nó đậu thừa cái tay hay là đậu thừa cái mũi không biết nữa. Mỗi lần mình bốc cái gì mà thúi á, là bản thân mình cái tâm nó nói vậy nè, không biết có thúi không. Rồi xong cái tâm nó nói là chưa biết. Cái tâm nó nói vậy thì mày ngửi thử đi. Cái tâm á, thằng tâm nó kêu cái thằng tay, thằng tâm nó nói thằng tay mày thử thử đi, thằng tay lấy ngửi được luôn, ta luôn mũi
vừa đưa lỗ mũi cái thằng mũi là rồi mới tin. Mà do là do thằng tâm nó kêu thằng tai nó đưa lỗ mũi, thì cuối cùng thằng nào chịu quý vị? Mình chịu lãnh đủ luôn. Nên bây giờ trong một thể mình không có đâu thừa thằng nào được chứ. Ai mượn thằng Tâm nó ngu chi? Mà thằng Tâm là cái thằng lãnh đạo. Mà thằng lãnh đạo mà nó ngu thì cả đáp mình chịu luôn. Đã là biết thúi rồi rửa tay đi, bốc cái gì thôi rồi thì rửa tay đi. Nhưng mà đem lên đưa lỗ mũi hử thử, rồi thúi rồi mới tin. Mà tin rồi thì cũng ngửi rồi. Quý vị thấy rốt cuộc là cái thằng Tâm nó ngu. Nên mình niệm Phật làm sao mà mình giúp cho cái thằng Tâm này nó khôn khéo. Chưa? Giúp cho cái thằng Tâm khôn khéo. Nó thằng Tâm nó khôn khéo là mọi mặt nó giải quyết được vấn đề. Nhớ. Bị tu thì sao mà cái tâm bị khôn? Thì bị không có buồn để trong tâm, bị không có nhiều thứ nặng nề. Bị thấy những đức bệnh mà đi lên nói chuyện bị thấy bình thường không? Giảng rõ ràng luôn á. Ừ. Thì thấy nhân đức đâu có mệt mỏi gì mà, nhưng mà mặt nhân đức đơn nha. Cái mặt nó hơi mệt, nó nhức đầu, nó cắm mắt á. Con mắt nhân đức nó lơ lơ lơ. Giống như nó nặng ngay đây, nó nhức đây nè. Nhức đây nè quý vị. Nhức đây, nhức con mắt. Viêm họng nhức mắt. Nhức mắt ghê lắm. Nè. Nên bây giờ mà nói mà mình mà bây giờ mà gục ngã tại chỗ một cái, ngồi ói quá trời, đang cầm micro gì mà ốc. Chắc ca sĩ mai nó chạy sạch nhất. Hiểu không? Nên quý vị cứ yên tâm, mình là người tu hành, Phật sắp xếp mình hết. Đó. Bước lên công chúng cái là không có ho, mà có ho vài tiếng thôi. Nhưng mà khi đi xuống đi về phòng nó ho ghê lắm. Cái ôm bụng ho, mà ho nó đau cần khổ ghê lắm mấy vị. Hồi sáng vừa ngủ thức dậy mà nó ho nó đau đến nỗi mà ho một phát mà chảy nước mắt. Ho một cái mà nước mắt nó chảy, mà con mắt nó đang bình thường gì mà nó ho một phát thôi, mà con mắt nó chuyển thành giống như con bò bị đập đầu. Cái gan con bò bị đập đầu nó trở thành máu, con mắt thành máu thôi. Ho một phát mà thôi mà tự nhiên mắt như máu. Nhìn vô gương nó chảy con nước mắt ra mà nó đỏ như máu. Rồi xong rồi xuống dưới đó nấu ăn. Khi nấu ăn một chút cái chơi với mấy anh em cái nó giảm bớt lại. Cái về phòng cái là tự nhiên nó sốt nữa. Nó ngộ ghê. Mình bệnh đau giống như mắc cỡ vậy vậy. Chứ mọi người là nhìn ngon lắm, nhưng mà về phòng lại giống như tiểu thơ đầy cát. Quý vị nhìn như đức vậy nghe, mà mỗi lần như đức mà bệnh đó quý vị, những đức dễ tính lắm. Mỗi lần mà những đức bệnh đau á, nghĩa là người ta lợi, người ta cho đưa cái này đưa cái kia, những đức hiền khô yếm gu, không có bao giờ mà nói này nói kia khó chịu đâu quý vị. Tập vậy đó, tại mình bệnh mà mình vậy đó, người ta thích lo cho mình. Chứ mà mình bệnh mà mình mà kênh mình la người ta là người ta tránh mình luôn á. Nên quý vị tập đi, mình tu mình tập sao cho mình dễ tính, đến với nhau bằng cả trái tim nhau. Trái tim này sao nó không có đèn? Tim này hết pin. Đến với nhau bằng cả trái tim nha quý vị. Ừ. Trái tim luôn luôn á, dòng máu lạc hồng đỏ rực rỡ lên nha quý vị. Con người lúc nào cũng hừng hực cái tâm. Nó. Nhớ nghe. Quý vị biết rằng là mỗi một người chúng ta đến với cuộc đời này, cái quan trọng nhất là cái gì quý vị? Vui. Đúng không? Sống có niềm vui quý vị. Thấy không? Tu hành mà có nụ cười, có niềm vui, rồi trong mọi hoàn cảnh đó mình vẫn sống được tốt, vẫn có niềm vui. Dù là mình hô nhưng mình vẫn cười được. Vậy là đúng rồi. Mà bây giờ cái pháp môn tịnh độ này là Đức Phật dạy mình tu theo là đúng. Tại vì Đức Phật đã chỉ điểm là thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu, thì mình niệm Phật thì mình chọn cái pháp tu này là đúng rồi. Đó. Nên nãy gặp một cái chú nói cũng nghe như đức giảng cũng thích. Nên muốn đi vô chùa mình ở để tu.
Nhưng Đức nói à, sắp xếp được thì mình vô mình cộng tu thử hay sao. Rồi Nhân Đức nói rằng là cứ chân thật niệm Phật. Tại vì chú nói rằng là muốn vô đây bái thầy làm thầy. Nói thôi cứ bái ai vô Đà Phật làm thầy, còn mình cùng niệm Phật cầu sanh cực lạc là hay nhất. Vì nhớ là lấy ai vô Đà Phật làm thầy là chắc nhất. Mà Đức Thích Ca Mâu Ni mà Ngài còn chỉ ai với Đạo Phật mà. Không chi mình thì chỉ ai. Nên mình chỉ là giới thiệu thôi. Còn Đức Thích Ca Mâu Ni mà còn chỉ chúng ta niệm ai với Đạo Phật. Chỉ chúng ta tu tịnh độ cầu sanh cực lạc. Vì thì chúng ta gặp tịnh độ, chúng ta tu tịnh độ là đúng. Nên tu phương hướng nào là đúng? Niệm Phật đúng nhất. Rồi tu làm sao mà mỗi ngày có nụ cười, có niềm vui, thấy không? Tu làm sao mà mặt mày sáng sủa chứ đừng có âu sầu, rầu rĩ. Nên cái cuộc sống này nó rất sống động quý vị. Nếu như mà mình mà sống mà mình tu á, mà bản thân mình á không có sự an thà lạc, dù quý vị có gán cố gắng rồi siêng tu, nhưng mà mỗi ngày ủ rũ, ngồi đâu buồn đó, nặng nề, không nói tới ai, rồi nhìn thấy đờ đẫn, dù quý vị có siêng tu cỡ nào cũng sai. Có những người lúc trước người ta cũng niệm Phật mà người ta đi đâu cũng nhét cái dây phone trong lỗ tai, rồi người ta nghe giết và người ta không có nhìn hoàn cảnh xung quanh nữa. Nghĩa là phải đem Phật pháp làm sao mình áp dụng vô cái cuộc sống hiện tại. Mình nhìn được xung quanh có bao nhiêu người hỗ trợ, giúp đỡ cho mình, mình mới được bình yên, mình sống gì. Nên mình cũng nghe pháp niệm Phật, cũng tu, nhưng làm sao đừng có bị trở ngại. Nhớ. Nếu như mà mình tu viết mà nhìn thấy đờ đặn, người nhìn thấy khờ, nhìn thấy mặt bơ phờ, nhìn thấy nhiều cái buông xả mà nó phù hợp với cuộc sống, vậy là không đúng. Nhớ kỹ là có vật hiệu này hay lắm. Có vật hiệu này mình niệm viết rồi tự nhiên mình hiếu với cha mẹ của mình. Một đứa con bắt hiếu mà niệm Phật viết rồi hiếu với cha mẹ. Một người chồng thiếu trách nhiệm với gia đình, niệm Phật viết rồi có trách nhiệm với gia đình. Một người vợ cũng không có trách nhiệm với gia đình, nhưng mà niệm Phật viết có trách nhiệm với gia đình. Một con người tâm lượng hẹp hòi, niệm Phật viết mở rộng tâm lượng. Nên câu vật hiệu này nó giúp cho mình khai thác được rất nhiều thứ mà tự tánh mình không phát triển được. Tại vì niệm Phật dùng có vật hiệu để phát tự tánh Phật là cách hay nhất. Nên phải siêng niệm Phật, trong mọi hoàn cảnh phải siêng niệm Phật. Thí dụ như cái thời tiết lúc này nóng nực gì, nếu như chúng ta mà không niệm Phật, quý vị biết rằng con người nó khó chịu, bực bội lắm. Rồi thêm một cái nữa mà lễ 5 ngày nay, biết bao nhiêu người người ta sát sanh mà nó nghỉ 5 ngày là nghỉ quá nhiều. Thường ở đó người ta nghỉ 2 ngày thôi, là người ta sát sanh hại vật cũng dữ dội lắm. Năm nay nghỉ được 5 ngày, một số người cũng có duyên đặc biệt đi vô chùa ở tu. Còn một số người ngoài đời cũng ăn nhậu sát sanh hại vật dữ lắm. Nên từ nơi đó mà mình rất là mừng. Dịp lễ bao nhiêu con người người ta ngoài đời sát sanh hại vật, mà mình lại đủ duyên được vào ngôi nhà Tam Bảo, mà được nghe pháp, được niệm Phật. Như sáng như Đức kể câu chuyện, mà cái cô này vô tu ngay ngày Chủ Nhật tối là cô ngủ chùa hộ pháp. Là mẹ của cổ đến báo mộng, khen cổ tốt, tốt, tốt lắm. Ý nói là con ở đây con tu, con hồi hướng cầu siêu cho mẹ, nên mẹ được siêu thoát nên phải vui vẻ và khen cô này tốt. Không? Nên chúng ta mỗi người gặp được Phật pháp là báu vật vô giá. Quý vị phải nhớ rằng cái niềm vui thế gian này có vui cỡ nào thì mấy mươi năm ngắt ngủi. Nó không có bao giờ cái niềm vui nào bằng niềm vui niệm Phật giảng sanh. Chỉ có niệm Phật giảng sanh là quan trọng nhất. Nhớ kỹ nghe. Có nghĩa là trong cuộc đời này duyên hợp duyên tan, nhưng chỉ có một cái duyên niệm Phật là không thể nào buông được. Vì quý vị bỏ niệm Phật là bị tiêu đó. Thấy không? Bỏ niệm Phật là tiêu chắc chắn luôn.
Thầy nắm chắc câu Phật hiệu. Như những đức mà mỗi lần lễ nó có bệnh. Như chiếc này mà nó vô lễ một cái là bữa chủ nhật là nó muốn bệnh. Mấy ngày nay mà nay nó đau cổ ghê lắm. Người nó đang mệt ghê lắm, nhức đầu, đau cổ. Và từng khớp tay, khớp chân nó đau ghê nhất. Thì nó sốt, nó đau khớp tay, khớp chân. Không có đơn giản đâu. Mà nó nóng đến nỗi cái mặt mình đen luôn. Nóng hực. Mà khớp tay, khớp chân nó đen luôn, nó đau. Mà nó nhức kinh khủng luôn quý vị. Nhưng mà quý vị thấy rằng chỉ có pháp môn tịnh độ thôi. Con người mình dù đau bệnh nhưng mà tâm trí của người mình vẫn tỉnh táo. Tại vì sao? Vì bản thân con người mình mà dễ gục ngã thì khi cặn tử nghiệp mình làm sao chống chọi được cái vô thường khi đến với mình. Đúng không? Chúc vị an lạc vị ơi. Cái vị cười lên cái coi. Cười lớn hết ra coi. Lớn lên coi nữa coi nào. Bây giờ những đứa cười cho vị nghe nè. Cô hai. Cô hai đi đâu đó cô hai. Ôi chúc vị an lạc vị ơi. Ai vậy là Phật. Chúng ta quyết tâm niệm Phật để về cực lạc quý vị ơi. À, chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khổng thất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về thỉnh độ.